Quý anh chị tuổi Giáp Tý thân mến, bước sang tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại và đồng hành cùng với kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý anh chị có biết rằng bước sang tháng mới thì ai cũng mong cầu vận trình của mình được thêm phần khởi sắc, sự nghiệp dễ bề, tăng tiến, công việc được thuận lợi, cuộc sống ấm no, tình duyên, gia đạo, hạnh phúc. Tuy không giàu có về tiền bạc, vật chất như bao người, nhưng cũng có sự đủ đầy, đủ ăn, đủ tiêu, không phải quá mức túng thiếu. Và tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển đổi của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ bước sang tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Giáp Tý hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung, hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì xin mời quý anh chị tuổi Giáp Tý cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023, với những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý. Thứ hai, tử vi sự nghiệp. Thứ ba, tử vi tài lộc. Thứ tư, tử vi tình duyên, gia đạo. Thứ năm, tử vi sức khỏe. Thứ sáu, tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Giáp Tý trong tháng 4 âm lịch. Thứ bảy, tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Tý. Và cuối cùng là cẩm nang vượng vận cho tuổi Giáp Tý trong tháng 4 âm lịch 2023. Tổng quan tuổi Giáp Tý, tháng 4 âm lịch năm 2023. Tuổi Giáp Tý, tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023, được dự báo sẽ có năng lượng tinh thần đầy kiên nhẫn và bền bỉ, có thể xử lý những công việc khó khăn và phức tạp một cách chu toàn, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ. Trong một số trường hợp nhất định, tuổi Giáp Tý có thể tự mình giải quyết ổn thỏa mà không cần dựa vào sức của người khác. Tháng Đinh Tị này, năng lực làm việc của tuổi Giáp Tý không chỉ tăng lên rất nhiều mà vận khí của bạn cũng rất vượng. Nếu bạn muốn thay đổi công việc hoặc ứng tuyển việc mới thì tháng này cũng là thời điểm tốt. Nếu tìm được công việc ưng ý, hãy nắm chắc vận may của tháng này. Có điều bản mệnh tuổi Giáp Tý cần lưu ý khi ra ngoài tiệc tùng hoặc giải trí trong tháng này, chớ nên chiều chuộng bản thân và chè chén quá nhiều. Còn về mặt tình duyên, người tuổi Giáp Tý cũng may mắn được thần tình yêu chiếu cố, với khí chất rạng rỡ và tự tin ngút trời, có thể làm mới tình yêu với nửa kia, cũng có nhiều trải nghiệm thú vị với những người độc thân. Đây cũng là thời điểm bạn có thể chủ động tiến tới với đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Giáp Tý, tháng 4 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, gặp được thiên đức cát tinh trợ giúp cho con đường công danh, sự nghiệp của con giáp này có nhiều khởi sắc đáng mừng. Tuy cũng có lúc gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, vẫn ở vị trí vốn có của nó, có nỗ lực thì có thành quả thu về. Xem tử vi tháng mới cho thấy, vận khí trong tháng có thuận, có nghịch, cát hung song hành. Nhưng nhờ có cát tinh chính quan chiếu mệnh, nên chỉ cần bản mệnh hành sự thận trọng, suy tính kỹ càng và đưa ra kế hoạch cụ thể, có ý chí quyết tâm, đảm bảo vẫn gặt hái thành quả xứng đáng, thậm chí còn vượt mong đợi. Trong tháng, công việc tiến triển thuận lợi, dù cường độ công việc không hề ít, áp lực tinh thần cũng khá lớn. Bạn nên nhớ là làm gì cũng nên lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo lại gây ra sai sót, kéo theo tiến độ chậm, dẫn đến không đạt được mục tiêu đề ra. Tháng này, bạn nên dành thời gian sắp xếp lại công việc, lập kế hoạch cụ thể với mục tiêu rõ ràng để không bỏ lỡ thời cơ tiến tới thành công. Ngoài ra, tham vọng cũng là cách tốt để thúc đẩy động lực phấn đấu. Con giáp này cũng đừng quá đặt nặng vấn đề thành tích, kẻo tự gây áp lực cho chính mình. Bạn chỉ cần tập trung làm những việc mình vốn đang theo đuổi, làm đến đâu cho ra đời kết quả rõ ràng đến đấy.
Đừng ôm đồm quá nhiều công việc cùng lúc hay là tham lam những điều xa vời sẽ không tốt cho bạn trong thời điểm này. Trong tháng 4 âm lịch này, người tuổi Giáp Tý cũng gặp phải nguyệt lệnh lâm suy, báo hiệu vận trình trước thuận, sau nghịch, vận trình sẽ giảm sút về cuối tháng. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt để tiến hành từ ngay đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Trong tháng do không có nguyệt lệnh ủng hộ, như vậy bạn nên cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kẻo hỏng việc. Trong tháng có cát khí, nhưng điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ, bạn càng xông xáo, càng dễ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may hay đợi ai đó tới giúp thì sẽ chỉ ôm lấy thất vọng. Ngoài ra nội bộ nơi làm việc cũng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Xem phi tinh tháng. Trong tháng có lục hợp cát tinh chủ về chức vụ, tài lộc, hỷ sự xuất hiện ở hướng chính nam, nơi này vượng vận tài khí. Nếu được kích hoạt phong thủy hợp lý, sẽ thúc đẩy công việc hanh thông, tài lộc dồi dào, đón nhiều niềm vui. Người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, có thể cân nhắc việc đặt một vài đồng tiền xu hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân, để chiêu dụ cát khí và tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức và thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Giáp Tý, tháng 4 âm lịch, về mặt tài vận. Bước sang tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023, về phương diện tài lộc tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984 có dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Mưu sự dễ thành, dù quá trình làm có thể gặp đôi chút trở ngại, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, thu về được nhiều lợi. Nhưng, trong tháng 4 âm lịch này, đối với những người làm công ăn lương, công chức, viên chức hay cơ quan hành chính, bản mệnh nên tập trung vào công việc chính của mình sẽ tốt hơn, điều này sẽ tốt cho con đường công danh, sự nghiệp của mình về sau. Bạn đầu tư thời gian và tâm huyết của mình cho công việc, hoàn thành công việc của mình xuất sắc, thì chắc chắn cuối tháng ngoài tiền lương thì có khả năng bạn sẽ được nhận thêm tiền thưởng, phần quả xứng đáng từ cấp trên nữa. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có một tháng buôn bán suôn sẻ, bạn lập ra kế hoạch định hướng, mục tiêu rõ ràng. Khả năng tính toán của bạn nếu được tận dụng tối đa sẽ càng tạo ra nhiều giá trị hơn nữa. Con giáp này sẽ có một tháng tài lộc hưng vượng, có quý nhân giúp đỡ nên không cần phải lo lắng nhiều. Sự chăm sóc của thần tài mang đến cho người tuổi Giáp Tý có được những cách kiếm tiền rất tốt, thu chi cân đối, giúp cho bạn tích lũy được về tiền bạc, của cải, khá ưng ý. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó tặng quà hoặc được thưởng hoa hồng. Lợi tức cũng có thể là trúng số, trúng thưởng, các khoản tích lũy làm cho túi tiền của bạn không ngừng đầy lên. Khi có tiền trong tay, bạn cũng nên biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý nhé, tránh làm tài khí bị tiêu tán. Tuy nhiên, con giáp này cũng nên thận trọng, dù trong tháng có nhiều cát khí, cũng không nên vội tin lời dụ dỗ mà dốc tiền đầu tư vào lĩnh vực không nắm rõ. Đừng làm theo phong trào hay làm chỉ để cạnh tranh với người khác, dù có thể thành công đấy, nhưng không bền vững, tài khí nhanh tụ, cũng nhanh tán. Xem phi tinh tháng. Trong tháng có, bát bạch chủ tài lộc bay vào hướng Tây Nam, đây là phương vị cát lợi cho tiền tài và địa vị, danh vọng. Nếu có thể bài trí phong thủy hợp lý, khéo sử dụng các vật phẩm phong thủy mang hành kim sẽ thúc vượng hỷ khí, cát khí hội tụ, giúp cho công danh, sự nghiệp, tài lộc như ý, sẽ làm cho bạn hài lòng. Tuổi Giáp Tý, tháng 4 âm lịch, về mặt tình cảm. Bước sang tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023, về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, về cơ bản là bình ổn. Tuy vậy, không có nghĩa là được êm xuôi hoàn toàn. Với những người đã có đôi, có cặp, có thể gặp chút vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống, khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm, biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ hời hợt, lạnh nhạt của bạn lúc này. Bạn rất cần sự động viên an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần, may mắn là bản mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình. Mối quan hệ hai bạn vẫn khăng khít, đối phương cũng luôn xuất hiện đúng lúc để trở thành hậu phương vững vàng cho bạn. Đối với người độc thân, sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị, thần tình yêu ghé thăm, quý nhân che chở, nhân duyên thêm vượng. Bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý, chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới. Tháng 4 âm lịch này có, nhất bạch đào hoa tinh bay vào hướng Đông Nam. Tại phương vị này, bạn có thể bài trí hoa tươi, giữ không gian thoáng đãng, gọn gàng,
Để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm và để giữ lửa cho tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn được hạnh phúc êm đẹp nhé. Tuổi Giáp Tý, tháng 4 âm lịch, về mặt sức khỏe. Trong tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho thấy, về phương diện sức khỏe của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, cần phải quan tâm nhiều hơn. Trong tháng có tị hỏa khắc chế kim, nên sức khỏe có phần suy giảm, bản mệnh dễ bị bệnh cũ tái phát, bạn cần phải cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tuy không có bệnh tình nghiêm trọng, nhưng bạn đừng tạo ra nhiều áp lực cho bản thân. Khi về đến nhà thì đừng mang theo áp lực công việc, kẻo sức khỏe càng giảm sút. Ngoài ra trong tháng cũng có điểm báo gặp họa huyết quang, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bản thân gây ra. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý cần phải cẩn thận trước những mâu thuẫn, thị phi có thể xảy ra ở chốn công sở. Thiên quan và tỷ kiên khuyên bạn nên hạn chế tính nóng này, tốt nhất nên 9 bỏ làm 10, hạn chế so đo, tính toán với người khác. Phương diện tài lộc rực sáng vào thời điểm giữa tuần, có lẽ đây chính là lúc các khoản đầu tư từ trước đó đem lại lợi ích lớn lao cho bạn. Người làm công ăn lương, người làm ăn có thể tìm ra hướng đi mới, giúp tiền chảy vào túi thuận lợi hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Giao dịch mã và thiên đức cát tinh chiếu mệnh cho thấy, người tuổi Giáp Tý vẫn có nhiều sự may mắn trong vận trình của mình. Nếu muốn kiếm được tiền thì bản mệnh có phần vất vả, hãy suy nghĩ tích cực, tự động viên bản thân rằng càng vất vả bao nhiêu, bạn sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Sửu. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn, màu xám, màu trắng. Con số phát tài, số 60, số 81 và số 11. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý đừng để những lời xì xào bàn tán của đồng nghiệp cản bước chân của mình. Bản mệnh hãy tập trung vào nhiệm vụ được giao, không ngại đề xuất ý kiến quan điểm của mình. Tin rằng sự cố gắng của bạn luôn được những người cấp trên tin tưởng, ghi nhận. Hơn nữa sao thiên đức phù trợ cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh, bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào. Người thiếu kinh nghiệm hãy không ngừng rèn luyện bản thân. Khi đã đứng vững trên đôi chân của mình, bạn có thể làm được những việc khiến mọi người kinh ngạc. Chính tài xuất hiện vào cuối tuần là dấu hiệu chứng tỏ công lao của bạn đã được đền đáp, cấp trên sẵn sàng dành phần thưởng cho những người đã không ngại cố gắng. Người làm kinh doanh, đầu tư, tài lộc cũng trở nên dư giả nhờ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Tiếc rằng phương tiện tình cảm giữa bạn và người ấy lại thực sự không yên bình, những quan điểm sống khác nhau khiến đôi bên dễ xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, đây là điều có thể khắc phục được, chỉ cần hai bạn chịu lắng nghe và hạ cái tôi của mình xuống. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. Con số phát tài, số 12, số 77 và số 34. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Người tuổi Giáp Tý cần chú ý đến cách hành xử của mình. Ngay cả khi bạn đã gặt hái được thành công, bản mệnh chớ nên kiêu ngạo quá mức, chủ động gây xích mích với bạn bè đồng nghiệp của mình. Người làm lãnh đạo cũng cần chú ý lắng nghe lời người khác, chớ hành xử độc đoán. Tài lộc tiến triển có phần chậm chạp, có lẽ bản mệnh cần phải tìm một hướng đi mới cho bản thân, không nên tiếp tục đi mãi theo một lối mòn nhất định. Hãy thử hỏi ý kiến người giàu kinh nghiệm để có cách nhìn mới về nhiều vấn đề. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hoa khuyên bản mệnh cần phải mua sắm có chừng mực, đặc biệt là trong hoàn cảnh tiền lương, tiền thưởng không tăng như hiện nay, bản mệnh cần đặc biệt hạn chế chạy theo số đông, hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình. Chuyện tình cảm cũng không như ý, bạn và người ấy thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn với nhau về các vấn đề trong cuộc sống. Người còn độc thân vẫn giữ những quan điểm khá tiêu cực về tình cảm, không muốn mở lòng đón nhận tình cảm của người khác. Quý nhân, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu xám. Con số phát tài, số 75, số 29 và số 88. Tử vi tuần 4, từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Bước sang tuần cuối cùng của tháng Đinh Tỵ, người tuổi Giáp Tý
bị hung thần thiên quan giáng họa nên phải chú ý nhiều hơn, công việc gặp trục trặc, đặc biệt các vấn đề tài chính. Tuyệt đối không được lơ là với tư trang cá nhân khi đi ra ngoài, như là đi xe máy, kẻo có kẻ gian chiếm đoạt, vừa dễ mất tiền, vừa khó làm ăn. Những người đang làm trong ngành tài chính, chứng khoán, tiền bạc tuột dốc không phanh, không sốt ruột cũng phải đau đầu. Công việc của người tuổi Giáp Tý trong tuần cuối tháng 4 âm lịch này có cả hung lẫn cát, may mắn cũng đến do có thiên ấn chiếu mệnh. Bạn là người có năng lực, cũng hay được cấp trên hỗ trợ, thế nhưng phải khiêm tốn ăn nói có chừng mực, kẻo bị những người làm chung chia bè, kéo cánh hạ bệ, làm gì cũng thấy khó khăn. Về tình cảm cũng gặp phải sóng gió không kém, khi bạn không tìm được tiếng nói chung giữa mình và những người thân trong nhà. Bạn thì ít mà bè thì nhiều, lúc sung sướng thì ai cũng hỏi, nhưng lúc khó khăn ai cũng trốn, chẳng nhờ được ai. Thời gian này, người tuổi Giáp Tý phải cẩn thận mất tiền, đi đâu chơi cũng nên cẩn thận, chú ý đồ đạc, tư trang, dễ bị trộm cắp hoặc có nguy cơ bị hỏng đồ đạc, sẽ tốn tiền để sửa chữa. Quý nhân, tuổi Dần, tuổi Sửu. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. Con số phát tài, số 26, số 86 và số 12. Tuổi hợp làm ăn với tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 4 âm lịch 2023. Người tuổi Sửu. Quý nhân của tuổi Giáp Tý trong năm 2023, đầu tiên phải kể đến người tuổi Sửu với mối quan hệ lục hợp. Giáp Tý và Sửu vốn là hai con giáp thuộc tương hợp thái tuế, nên có thể hỗ trợ nhau trên nhiều phương diện trong cuộc sống. Trong tháng 4, tuổi Giáp Tý nếu có thể nhận được sự giúp đỡ từ người tuổi Sửu, bản mệnh sẽ hóa giải được rất nhiều khó khăn và khúc mắc. Đối với người tuổi Giáp Tý, dù gặp được đồng nghiệp hay đối tác làm ăn tuổi Sửu, đó đều sẽ là quý nhân trong năm Quý Mão này với bạn. Người tuổi Thìn. Quý nhân năm 2023 của tuổi Giáp Tý còn có thể là người tuổi Thìn, bởi hai con giáp này có mối quan hệ tam hợp vô cùng tốt đẹp. Khi có cơ hội làm việc hay hợp tác chung, người tuổi Thìn có thể đóng vai trò trợ giúp tuổi Giáp Tý vượt qua những sóng gió và thăng trầm trong năm vướng hạn tam tai. Tuổi Thìn đa phần là người có năng lực xuất chúng, thông minh, làm gì cũng rất cẩn thận. Họ có khả năng suy tính thấu đáo và toàn diện, luôn cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Tuổi Giáp Tý cũng là một người xuất sắc, nhưng lại có khuyết điểm là hay trốn tránh trách nhiệm, thiếu thực tế, lý luận suông. Chính những khuyết điểm này đã cản trở quá trình phát triển của con giáp này. Khi có tuổi Thìn bên cạnh, tuổi Tý sẽ được bù trừ rất nhiều những điểm yếu của mình, học được nhiều kinh nghiệm quý giá để tự hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, ở phương diện tài lộc, những cơ hội làm ăn mà tuổi Thìn mang tới đều rất phù hợp và hứa hẹn đạt nhiều lợi lớn cho tuổi Giáp Tý. Nhờ thế cuộc sống của bản mệnh cũng trở nên phú quý, tài lộc rủng rỉnh. Người tuổi Thân. Trong năm Quý Mão 2023, người tuổi Giáp Tý có thể nhận được nhiều sự trợ giúp đắc lực từ những người bạn quý nhân tuổi Thân. Hai con giáp này rất thích hợp để làm việc cùng nhau, nhất là trong mối quan hệ làm ăn. Tuổi Thân có thể mang tới vận may về tài lộc cho tuổi Giáp Tý và ngược lại, điều này giúp cho mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt đẹp và thẳng thắn với nhau hơn. Vì vậy, hai tuổi, Giáp Tý và tuổi Thân rất thích hợp trở thành bạn bè, đối tác lâu dài để cùng nhau nỗ lực và tạo ra của cải, tạo nên sự giàu có bền vững cho cả hai. Cẩm nang vượng vận của người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 4 âm lịch. Lời khuyên dành cho người tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, trong tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Người tuổi Giáp Tý nên làm gì? Người tuổi Tý trong tháng 4 năm 2023 nên tận dụng cơ hội để phát triển bản thân và sự nghiệp, trau dồi thêm kiến thức mới, duy trì rèn luyện thể dục, thể thao, đặc biệt cần tu tập lối sống khiêm nhường, để dù gặp hung, cũng hóa cát. Người tuổi Giáp Tý không nên làm gì? Trong tháng 4 âm lịch, về khía cạnh công việc kinh doanh, gia chủ tránh thủ đoạn, mơ mô mà dễ tự đánh mất cơ hội của mình. Về khía cạnh cuộc sống, gia chủ không nên hơn thua, ganh nhau mà dễ mất đi những mối quan hệ tốt. Theo tử vi số học, những người sinh vào tháng âm lịch sau đã phải trải qua nhiều biến cố trong đời, nhưng từ khi bước sang năm 2023, cuộc sống của họ sẽ phát triển thịnh vượng, giàu có nhanh chóng. Và tháng 4 âm lịch được cho là thời điểm may mắn nhất đối với những tháng sinh sau. Người tuổi Giáp Tý, sinh tháng Giêng. Tháng Giêng là tiết Tân Xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo,
thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng này trong năm được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều gì. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo, nếu đã phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Người tuổi Giáp Tý sinh vào tháng riêng, được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều, mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Người tuổi Giáp Tý, sinh tháng 5 âm lịch. Vận mệnh người tuổi Tý, sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có. Tự thân lập nghiệp không sợ gian khổ, mà luôn làm hết sức mình để đạt được những gì mình mong muốn, được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người tuổi Tý này tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời, hưởng không hết. Tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông, song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp. Ra ngoài xã hội, được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp có hung có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển. Tài lộc ùn ùn kéo tới, tới tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cựu phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Người tuổi Giáp Tý, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ, vận mệnh người tuổi Tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang, sung túc vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều, người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc, cao sang quyền quý. Trong đời có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc tất có thành công, tu tâm dưỡng tính, tất niên đại nghiệp. Xem vận mệnh người tuổi Giáp Tý, theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8, thì cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư lĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Người tuổi Giáp Tý, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trời đất vào tiết lập thu, hoa trái rồi rào, làm mùa thu hoạch, người tuổi Tý sinh vào thời điểm này trong năm, cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại. Tính tình phóng khoáng, khoan dung độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn, đời có thành, có bại. Song hưởng phúc lộc trời ban, nên vẫn được đủ đầy, dù có gặp tai họa, thì vẫn có cơm ăn áo mặc, tính cách cương nghị, rơi vào cảnh khó vẫn giữ lòng tự trọng, dù vất vả kiếm kế sinh nhai, cũng không quyết cầu xin người khác. Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Tý được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa êm ấm. Người này số hưởng, không cần vất vả gì nhiều, mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ. Sự nghiệp thành công, không gặp đại hạn, đại hung, là người mang phúc tướng, hiếm có khó tìm. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.